phụ nữ là để yêu thương. Dạ. Toàn quyền quyết định. Nếu mà bạn nữ đó có một chút xíu gì đó là ăn chơi thì anh nghĩ sao anh? Thưa quý vị, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa thì chúng ta cũng được gặp gỡ hai cặp đôi và họ đến đây để tìm một nửa yêu thương của mình. Và nếu như may mắn chúng ta tìm được một người bạn rồi có thể tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng nếu như mà không may mắn, duyên chưa tới thì chúng ta cũng đừng buồn, bởi vì chúng ta vẫn còn một cái cơ hội nữa. Chương trình sẽ cho chúng ta một cái voucher để tham gia được chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Và ngay bây giờ thì quý vị nhìn thấy đó, cô gái đã ngồi sẵn chờ đợi. Và bây giờ Tường sẽ mời chàng trai của cặp đôi đầu tiên bước vào bên trong này quý vị nhé. Xin chờ các Tường chút xíu thôi. Vô đây, vô đây. Rồi, ngồi xuống đây. Rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện. Rồi, em gái giới thiệu trước đi nè. Em chào chị Cát Tường, em chào bạn cùng bàn. Em tên là Trang, 27 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhãn hàng tại công ty Sài Gòn Food. Em đang bán cháo tươi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Phương, em quê ở Nghệ An, em 29 tuổi. Hiện nay em đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. Em học đại học ở Hà Nội, xong vào đây làm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, đúng khá rồi. Là hài hước. Bây giờ thấy rất là tươi luôn. Còn điểm yếu của em có lẽ là kỹ tính quá, sạch sẽ. Trong công việc cũng như trong các mối quan hệ em cũng khá là kỹ. Nói chung là kỹ tính thì cũng tốt. Có những cái mình cũng phải du di. Chứ nếu như mình kỹ quá thì người xung quanh sẽ cảm thấy hơi khó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống có trách nhiệm, em sống có tâm. Và em nghĩ là em sống rất là tình cảm, yêu gia đình. Điểm yếu thì em rất là giống bạn, là em cũng rất là hơi cầu toàn, hơi kỹ tính. Hai người này ở chung với nhau rồi ai chịu nổi đây, kỹ quá. Được cái là em có ưu điểm là em rất là hay lanh xả. Và em cũng thích nấu ăn, nhưng mà em không nghĩ là em không biết là người khác có thích món anh em nấu hay không. Là mỗi người một khẩu vị, ăn được là được rồi. Về tình trường thì sao nè? Em có hai mối tình ạ. Tình đầu thì ngày xưa lúc học đại học, lúc vào đây em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay khá là lâu rồi. Lý do tại sao chia tay em nhớ không? Bận lúc trẻ con quá. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em 6-7 tuổi ạ. Thế bây giờ bên đây nhỏ hơn 2 tuổi, em thấy hợp lý. Nhỏ hơn 2 tuổi đúng không? Dạ em 27. 27, 2 tuổi được chưa? Dạ ok ạ. Ok phải không? Dạ. Còn em, tình trường mình như thế nào? Dạ tình trường của em thì em phải là ít ỏi lắm chị. Là em có một mối tình học trò năm lớp 11. Và từ đó đến giờ thì em hầu như em tập trung vào học hành và sự nghiệp á. Nên thành ra là em cũng có ít có hẹn hò. Kiểu vậy là chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy ngày hôm nay em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Muốn một người là bạn nhìn rất là dễ mến, bạn cười lên có vẻ là rất là sáng sủa. Và còn về tính cách thì em hy vọng là bạn sẽ sống có bản lĩnh, có đam mê, sống rất là tình cảm là được ạ. Cái điều gì em không thích ở một người bạn trai? Bạn ấy sống không có trách nhiệm với gia đình hoặc là với bạn bè, với những người xung quanh. Thì cái đó là em không có mến một bạn như vậy. Trước hết là em chia sẻ là bản thân của em, em cũng khó khá duyên với những bạn tên Trang. Vậy là bạn cái cũ tên Trang luôn hả? Không, no. Quen rất là nhiều người tên Trang thôi. Em rất thích bạn nữ nói câu từ trách nhiệm. Bởi vì em cũng rất là thích cái từ đó. Em thì luôn tâm niệm là có trách nhiệm với gia đình bạn nữ, yêu thương gia đình bạn nữ. Thì gia đình vợ của mình, tất nhiên là bạn nữ cũng người vợ của em cũng sẽ yêu thương trách nhiệm với gia đình nhà em thôi. Tốt, trước mắt là cũng có một cái điểm tương đồng. Dạ, chung. Điều nào em không thích ở người bạn gái? Trẻ con. Nhưng mà chắc bạn nữ nói vậy thì không trẻ con đâu. Một chút xíu nữa, nhưng khi mà Tường kéo cái cửa ra tim này ra, hai bạn sẽ có thời gian trò chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu hơn. Rồi hôm nay cái này là cái gì đây? Đây là em có chuẩn bị mấy tấm hình giới thiệu với bạn nữ. Gia đình của em, gia đình em thì có 4 người. Dạ em cũng có mang tới những tấm hình là bạn bè và đồng nghiệp cũng như là gia đình em. Này giờ cho chàng trai đoán thử có biết em là ai không ha? Dạ. Được không? Tấm này phải không? Dạ. Giờ đoán ra kiếm ra em phải không? Để chị kiếm trước ra không đó nha. Chắc xác suất chắc sai. Đoán đi em. Bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào, em đoán thử đi. Tất cả các bạn đều xinh. Con gái Gia Lai thì thường sẽ là rất là trắng. Nhưng mà đây hình này hình ai cũng trắng. Ai cũng trắng cả. Như em đi, em chọn thì em chọn ai? Sai rồi làm chị ơi. Thôi bây giờ em chọn mình chị coi thôi. Chị hứa không cho mình chị coi đâu.
rồi, đây đây đây. Cận vô, em mốt về bên Mỹ phát chương trình bên kia coi gu của em ấy. Cho em muốn hỏi là bạn em chọn một bạn mà trong đó là gầy hoặc là hay là hơi mập mập tròn tròn dễ thương à? Ôi, một chút xíu nữa rồi mình em mốt về đó xem chương trình rồi mới biết được. Chứ bây giờ khó nói lắm. Rất may mắn là bạn ấy không có chọn cô dâu. Và bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Hãy nhìn đi xem lựa chọn của em có đúng hay không. Còn bạn nữ thì hãy về xem lại tập này. Chào anh. Em có đúng như mong đợi của anh không anh? Hơn cả mong đợi em ạ. Rồi hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Chào em. Dạ hello anh. Anh là Phương. Dạ. Hiện tại em ở đâu? Hôm nay em ở quận 8, còn anh đang ở đâu ạ? Anh ở Thủ Đức. Vậy là hơi xa đó anh. Xa vì ngại ngăn sông cách núi chứ không ngại vì lòng người ngại núi ngăn sông. Em nghĩ cái tầm một tiếng cũng gọi là cũng ngăn dữ lắm á anh. Dạ. Gia Lai là thường là người ta sẽ gốc ở đâu đến đúng không? Em là gốc ở miền Bắc, Hải Dương. Hiểu lò quá, mới kéo ra là coi như không có bà Mai này ngồi chính giữa luôn rồi. Bây giờ nè, cảm nhận đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Nói thật, cảm xúc đầu tiên là chưa tâm sự. Thực ra thì em cũng bất ngờ. Em chỉ nghĩ giống như là một bạn sẽ hơi mộc mộc tròn tròn hơn anh. Ý là tròn hơn anh một chút. Tại vì cái gu của em á, nó sẽ là hơi tròn tròn kiểu dễ thương á. Vậy thì về chắc ăn cơm của em nấu thì sẽ tròn hơn á. Em không nghĩ là anh có thể ăn cơm của em nấu. Ăn cơm của em nấu là khi nào mình bấm nút hẹn hò mình mới có cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có thể ăn cơm tại nhà hàng này. Yeah. Nhà hàng Coco Echibania. Bây giờ chị Tường sẽ đưa thực đơn cho hai bạn chọn món rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Rồi, mời hai bạn chọn món ăn đi. Em thích món gì? Dạ em thích đồ chay một xíu. Em thích cà ri, cà tím, rau củ bỏ xôi. Còn anh thì sao ạ? Anh thì thích ăn hải sản. Em chọn cà ri tôm chiên. Rồi chị sẽ gọi giùm cho hai bạn. Rồi trong ít phút nữa sẽ có đồ ăn ngay. Và giờ không biết cái bó hoa để trước mặt mình để làm gì ta. Chắc tặng chị Tường quá. Thấy người tình trong mộng bất ngờ quên tặng luôn. Tặng em à? Em cảm ơn nhiều nha. Dạ đúng hoa em thích luôn. Phải không? Phải không? Sống là có tính cách một xíu chị. Hướng về bầu trời vậy đó. Rồi. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Thì em hy vọng là anh sẽ đừng bao giờ đi ăn một mình. Anh với lại gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người trong mộng của anh ha. Cảm ơn em. Đi ăn với em. Anh đừng bao giờ đi một mình. Anh hãy đi ăn với em. Ước mơ nhỏ bé của anh thôi là anh thích có một ngôi nhà nhỏ ở trên Tây Nguyên ấy. Dạ. Trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng sáng sớm làm một ly cà phê. Khoan có nghe anh dịu ngọt mà ngã siêu nha. Dạ, anh dạ. Kỹ tính là rất là khó đó, em phải hỏi thử coi. Là anh có gia trưởng không ha? Thực ra thì theo anh ấy, người đàn ông phải cần có một cái sự quyết đoán. Quyết đoán quá thì theo anh là gia trưởng. Quyết đoán nhưng mà mình có hỏi ý kiến của vợ mình, của gia đình, của người khác thì anh nghĩ là gọi là quyết đoán thôi, không gọi là gia trưởng. Gật gật liền nha. Tự tìm hiểu nha, mốt đừng đổ thừa chị Cát Tường nha. Mình có làm dâu không em? Thực ra thì em vào đây 6 năm, em cũng có một căn hộ nhỏ ở trong này rồi. Tại đó là một mình, thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi. Với anh thì phụ nữ là để yêu thương. Dạ. Phụ nữ cứ toàn quyền quyết định. Phụ nữ phụ nữ toàn quyền quyết định nhưng mình phải chủ động chứ. Con cái thì như thế nào? Anh tuy là con đầu nhưng mà may mắn là có hai anh em trai. Nên là anh thì anh rất là thích con gái. Nên là anh bảo mẹ anh là thôi sau này mà cứ con đẻ con gái không thôi. Còn đích tôn thì có em, thằng em trai lo. Thằng em trai nó cũng đẻ con gái luôn rồi sao? Con gái lại càng có giá nữa. Rồi thế kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thứ nhất là anh sẽ không bao giờ để người vợ ở nhà đâu. Anh sẽ để người vợ đi làm. Dạ. Chỉ đủ tiền son phấn thôi cũng được nữa. Dạ. Đấy, đi làm với vui vẻ con người sẽ nhanh nhẹn ra. Tiền nong thì anh sẽ không bao giờ giữ. Nhưng mà anh nghĩ sao nếu mà bạn nữ đó bạn rất là thế kiểu đi du lịch nhiều hoặc đi công tác nhiều hoặc là có một chút xíu gì đó là ăn chơi thì anh nghĩ sao anh? Chưa gì nghe tao ăn trời rồi hả? Là cũng rất là thích tìm hiểu giống như là ăn uống tại nhiều tỉnh khác nhau hoặc là chúng ta đi chơi là đi rất là nhiều tỉnh hoặc đi rất là nhiều nước thì anh nghĩ sao về một bạn nữ như vậy? Cái đó gọi là du lịch, ai mà gọi là đi ăn chơi trời. Em thấy là nó giống như là ăn chơi chứ nó sẽ không giống là nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch. Ăn thì anh cũng thích ăn, chơi anh cũng thích chơi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, đều có giới hạn của nó là được.
em thích ăn chơi, anh cũng thích ăn chơi, miễn em đi ăn chơi chung với anh là được rồi. Với lại cái thứ hai đó là ăn chơi thì ai không thích, nhưng mà phải tùy theo cái hầu bao trong túi nữa chứ, đúng không em? Dạ. Rồi có dư giả mới đi du lịch, mới đi ăn uống, với ai không thích vậy. À, giống như bây giờ nè, đói bụng rồi nè, ăn ở nhà hàng tài trợ nè, mời lên món ăn. À, thanh đạm ha, rất là ngon. Mời hai bạn chúng ta hãy thưởng thức thử món cà ri Nhật Bản này ha. Đây là một món ăn rất là phổ biến, rất là nhiều người yêu thích, thêm nhất ở bên Nhật Bản luôn á. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau, một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại để cho hai bạn được tự do thoải mái tâm sự nha. Rồi chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Mời em. Cà ri không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ đâu, đúng không? Cà ri còn nổi tiếng ở Nhật nữa. Quán này là quán Nhật thì nó là rất là nổi tiếng. Mà lần đầu tiên nó mở một nhà hàng ở Việt Nam. Em ăn thấy sao? Em thấy cũng hợp. Nói chung là thường thì món cà ri thì hơi khó ăn, nhưng mình thấy là cái này nó khá là dễ ăn. Thì nằm trong năm nay anh đã đi du lịch nước nào chưa anh? Hoặc là đi du lịch tỉnh nào chưa ạ? Nơi anh thích nhất là Đà Lạt. Là giống em á, em cũng thích Đà Lạt. Anh thích Đà Lạt vì sao anh? Vì nó yên bình, không khí thì quá tuyệt vời. Anh thích rừng hơn là biển. Nên là em ở Gia Lai đó thì... Em ở Gia Lai mà đâu? Em ở Gia Lai là em khúc, anh biết khúc Biển Hồ không? Nó biển sẽ Hồ cách, à? Dạ đúng rồi, nó sẽ cách Biển Hồ khoảng đâu đó là 20 cây. Định hướng nghề nghiệp của anh thì sao anh vậy? Anh vừa học xong thạc sĩ kinh tế. Trước đây của anh, công việc của anh đơn thuần là làm kỹ thuật thôi, làm sản xuất trong nhà máy. Dạ. Ra kinh doanh, anh muốn nhảy sang một lĩnh vực mới, thử thách bản thân. Là khi nào anh sẽ mở công ty riêng anh hả? Mở thì chắc là chưa, bởi vì là trước hết mình phải học đã. Hiện nay em ở với ai? Hiện nay là em ở với em gái của em. Thì em cũng có ngôi nhà nhỏ nhỏ trong hẻm ở Sài Gòn. Mơ ước lớn nhất của em là gì? Chị ước là có một cái ngôi nhà nhỏ, giống như là chăm cây cối, không đến mức độ là gọi là nuôi gà hoặc là trồng rau. Nhưng mà thích giống như là cái nhà của mình đó, có rất là nhiều vườn hoa đó, và có một cái cổng là hoa luôn. Thì em rất là thích như vậy. Tương lai của em á, em cũng không muốn là ở Sài Gòn, em cũng muốn là trở về Gia Lai như vậy á. Thì em không biết là sau này anh có thích như vậy không. Trời ơi, ăn chưa đi. Ăn đi, ăn rồi mới... Anh cũng thích hoa lắm. Dạ. Anh đi cũng nhiều nên là... Tôi ngồi đây tôi cũng vẫn như người vô hình vô hình. Hai bạn này trò chuyện không cần có MC dẫn dắt. Có nghĩa giống như đâu là hợp nhau từ thỏa kiếp nào vậy đó. Được rồi, nói nhiều quá. Bây giờ tôi sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ. Trên tay chị Tường là một cái sắp bài của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Trong này là có những cái yêu cầu. Chúng ta mỗi bạn sẽ bốc một lá. Rồi có yêu cầu gì trong này thì các bạn sẽ làm ha. Hành động em. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Em thích hát thôi chứ em hát không có hay. Rồi xin mời bạn. Đã có lúc em mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa. Em chỉ tặng một câu vậy thôi. Trời ơi, thôi trả bài cho tôi. Hát chỉ có chút xíu à, sao thấy giọng như thế nào? Cũng khá là ngọt ngào đấy. Dạ. Em giờ chỉ cái gì mà em không ngọt. Hát đi. Trả lời thật bất kỳ một câu hỏi từ đối phương. Cái này hay á. Suy nghĩ cho kỹ nha, chỉ có một ước muốn thôi. Một câu chỉ hỏi, một câu cơ nha. Hội, một câu duy nhất. Câu nào mà đắt giá nhất? Cái cảm xúc của anh khi gặp em lần đầu tiên. Giống như anh nói không, thì... Không nói cái câu mà ngoài mong đợi. Mà em muốn giống như là đây là thật lòng mà đúng không? Nói thật lòng đi. Ngoài mong đợi chứ chắc là thật lòng, ngoài mong đợi có thể nha. Là nó chưa có ổn bằng kiểu kiểu vậy đó. Ừ, ấn tượng. Ấn tượng. Rồi game show cũng được rồi ha, cũng lắng nghe được nhau, trò chuyện nhau khá nhiều rồi. Chị Tường nghĩ là hai bạn hãy nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận, chúng ta suy nghĩ lại, suy gẫm lại về cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ để xem động lại trong tay những gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Bấm nút là hẹn hò. 1 2 3. Rồi mời hai bạn đứng ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái thủ tục. Xin mời hai bạn. Mần đi, không cần nhắc nhở. Lớn hết rồi. Ta nắm tay trước đã.
Sao cảm thấy như thế nào? Dạ quá là run luôn. Và hy vọng những cái cảm xúc đầu tiên này nó sẽ là những cái tín hiệu tốt để khởi đầu cho một tình yêu đẹp giữa hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Em cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, dạ. Rồi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Còn một cặp đôi nữa, chúng ta hãy chờ nhé. Hiền quá thì cũng không tốt, nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Anh có thể bảo vệ được cho em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Và cô gái đã ngồi sẵn ở đây rồi. Tường sẽ mời bạn trai vào. Đó. Chúng ta có thể mở mặt nạ ra và trò chuyện với nhau. Ok. Rồi, xin chào hai bạn. Bây giờ mình hãy giới thiệu về bản thân mình trước nha. Chào em gái, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thiên Vân. Em 24 tuổi, em quê ở Sóc Trăng. Nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn. Em là nhân viên tư vấn về sữa bột của em bé. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Đặng Minh Trung. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Đước, Long An. Em là nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân 115. Rồi mình ở thành phố luôn hay là mình ở đi về về Long An? Hiện tại thì em đi về về thôi. Khoảng bao nhiêu cây? 30 cây. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn. Yếu em thì mấy đứa bạn em nó rủ đi ăn á, hay hỏi em về cái món ăn nó như thế nào á, thì em hay là có chút xíu là em có nói là món này không ngon hay là hơi lạc hay mặn gì chút xíu. Có nghĩa là em có khả năng nhận xét món ăn. Đúng rồi. Mà chính xác không? Chính xác. Mấy đứa bạn em nó chửi đi vô quán ra ăn mà mày ngồi á, mày nhận xét vậy lát nha, quýnh bòm đầu. Ôi giờ toàn là chê không hả? Sao tao quýnh bòm đầu, không có khen hả? Chê không à hả? Cũng có khen, cũng có đôi lúc chê vậy. Rồi bình thường ở nhà ai nấu cơm em ăn? Thì mẹ nấu em ăn. Rồi em khen hay em chê? Lâu lâu mẹ làm món mới thôi. Nay tao làm mẹ ăn được không? Nay chắc thầy nghề cũng lên được chút. Trời ơi trời, biết nấu ăn không cưng? Dạ biết. Mai mốt đừng nấu cho anh này ăn. Nấu ảnh ăn mất công mệt mà ảnh còn chê nữa. Mà nấu bắt ảnh nấu cho mình ăn nhưng mình đừng nấu nha. Dạ. Rồi, thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn, làm được hết tất cả việc nhà. Đặc biệt là em chơi game rất là giỏi, chơi game online á. Rồi thời gian đâu đi làm, rồi thời gian đâu dọn dẹp nhà cửa nấu ăn? Tại vì em đi làm một ngày có 6 tiếng thôi, thường là em ở nhà nhiều. Em hát cũng hay, biết viết chữ thư pháp, khả năng quan sát với giao tiếp với khách hàng tốt. Rồi bây giờ biết hát hay, hát thử một đoạn tặng bạn trai đi. Rồi. Yêu anh yêu nhân gian mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Wow, wow. Yêu anh yêu mỗi anh thôi. Yêu anh hết thân này. Rồi, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình rồi. Mới từ lần nhất là 8 tháng trước mới chia tay. Quen cũng được 1 năm rưỡi. Tại vì bạn đó hơi trẻ con nghe, nhưng mà lại gia trưởng nữa. Với lại bạn đó có người khác. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em thì cũng có một mối tình thời sinh viên. Rồi chia tay bao lâu rồi? Khoảng hơn 1 năm rồi chị. Rồi có nắm tay hôn chưa? Chưa, nói chung là đi vô nhà thì cũng vẫn vô nhà. Chắc là em nhát quá nên ra là người ta thấy em không có chủ động, không dám tấn công nên người ta nản chứ gì. Em thì cũng đâu có nhát dữ chị. Biết hung không? Biết chứ. Nếu mà chàng trai chưa biết hung luôn, chưa có mối tình nào sâu đậm hết thì em thích hay là em ngại hay là em lo lắng hoang mang gì em nói chị nghe thôi. Em cũng không có ngại lắm tại vì kinh nghiệm của em đủ để giúp bạn đó. Ôi ghê. Chàng trai thì có vẻ hơi rụt rè nhút nhát. Để xem cặp đôi mà có cá tính ngược như vậy thì có tiến tới được xa hơn hay không. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em thì em không có yêu cầu ngoại hình nhiều. Cao hơn em nhiều một xíu là được. Không gia trưởng, không trẻ con. Công việc thì ổn định một xíu. Không có tăng ca nhiều với lại đừng có đi công tác nhiều quá. Sao vậy? Ghen lắm hả? Hay là... Tính em hay quan tâm thái quá cái người yêu á. Em hay ghen rồi bạn lại chán. Em thì chỉ làm xe theo ca thôi. Người ta đi làm công việc đàng hoàng, người ta làm bên ngành y đúng không? Dạ. Thì cái công việc ta như vậy, người ta đi trực thiệt mà. Sao không cho người ta làm? Đi theo trực đêm luôn. Em cũng làm buổi tối tới 9 giờ mới ra. Ăn thua mình yêu nhau thôi, mình quan tâm với nhau thôi. Ở bên cạnh sát bên chưa chắc là đã lo cho nhau. Rồi còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Biết lo cho gia đình, về hiền. Cái gì em không thích ở người bạn gái? Con nít. Nhõng nhẽo.
Cho con gái mà không cho tao nhõng nhẽo. Thì nhõng nhẽo cũng vừa vừa thôi chị. Quá em thấy nhiều người nhõng nhẽo em không thích. Em đang đi làm, cái bạn gái điện thoại: anh ơi, em nhức đầu quá, em mệt quá. Rồi em nói gì, em làm sao? Thì em hỏi em uống thuốc gì chưa. Uống thuốc em vô đi coi có đỡ không. Không đỡ thì em chạy qua khoa anh đi, anh nhờ bác sĩ khám cho em. Trời ơi, tại có bệnh cũng phải chạy qua khoa ảnh. Anh mới khám cho anh, không có qua khám cho em được đâu. Đáng lý con trai là phải qua chở bạn gái đi chứ. Ngoài giờ thì anh có thể qua chở em đi được. Tại vì khi mà đi ra ngoài đó, lỡ đột xuất ở đâu đó, nó có một tỷ tai nạn gì đó. Mình không có trực tiếp đó đó. Nói chung là đặc thù công việc. Lúc đang làm việc thì không thể nào đi được. Hãy thông cảm ha. Theo em cảm nhận người bạn nữ ngồi bên kia là như thế nào? Nghe giọng nói của bạn nữ thì chắc cũng dễ thương. Dễ thương. Bạn nữ hơi men chịu không? Cũng được chị. Ăn hiếp em à? Ăn hiếp em, nhiều khi em ăn hiếp lại không là ăn hiếp không lại em không? Được không à? Được chị. Tôi thấy là có vẻ hơi yểu điệu rồi đó, hơi nhát rồi đó. Tại chị thấy em vậy chứ ra ngoài thì em sẽ khác như bình thường. Em hình dung ảnh như thế nào? Hơi hiền với lại gọi là bảo thủ trong công việc một xíu. Rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng. Từ sẽ mở cửa trái tim ra. Tặng quà liền, tặng quà liền. Mình có món quà tặng. Em cảm ơn. Anh thấy ảnh có giống như em suy nghĩ không? Nhìn mặt hiền thiệt. Hiền thiệt. Em có ngại chàng trai hiền quá không? Hiền quá thì cũng không tốt. Nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Đôi lúc thì anh cũng hiền như vậy, nhưng mà đôi lúc thì anh cũng khó tính dữ lắm. Nhưng anh có thể bảo vệ được cho em. Em cũng khó tính lắm á. Khó thì khó ở mức độ vừa thôi, chứ không có khó mà như mấy người ở ngoài miền ngoài. Ở miền nào cũng phải tùy người chứ không phải miền nào. Anh cũng ở miền Tây. Đúng rồi, anh ở miền Tây. Em nhìn thấy cổ, em có cảm nhận như thế nào ở cái giây phút đầu tiên gặp gỡ? Dễ thương, có một nụ cười rất là duyên. Chúng ta sẽ bắt đầu gọi món. Khi mình gọi món xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau. Xin mời hai bạn hãy chọn thực đơn. Mình chọn món gì em gái? Curry tôm chiên kèm măng tây cà chua. Curry kim chi. Rồi, chị sẽ order giùm cho hai bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện đi nè. Nếu kết hôn xong thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Em có ngại làm dâu không? Làm dâu thì em cũng không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà có thể sống riêng với ba mẹ thì tốt. Anh thì bây giờ thì đi về về, nhưng mà qua năm có lẽ là anh sẽ mướn trọ ở trên đây ở. Anh có dự định là sẽ dồn tiền mua nhà không? Tại vì em cũng đang dồn tiền á. Anh không cần mua có gì thì về dưới quê anh. Có nghĩa là em không có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn? Vẫn ở Sài Gòn nhưng mà ở trọ. Chứ mình không có ý định là sẽ mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là tại vì Long An nó cũng không có cách thành phố bao xa, anh ấy đi mỗi ngày được. Em thì em thích hai vợ chồng, nếu mà làm thì phải có một khoản tiết kiệm riêng, sau này phải mua được nhà. Anh là con lớn trong nhà cho nên là có mình anh à. Anh cũng thấy lâu lâu anh phải về. Thì cái chuyện lâu lâu chuyện anh phải lâu về, về là chắc chắn là anh sẽ về rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái nhà riêng của mình chứ. Nếu như mà muốn tích góp lại để một cái quỹ riêng của nhà thì vẫn được, ok. Mình phải thoải mái hơn nữa, trò chuyện thẳng thắn để khi mình quyết định á, nó không có cái gì lầm lỡ hết. Sau này đừng đổ thừa chị Cát Tường ha. Nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi. Rồi hai bạn cứ từ từ ăn uống, trao đổi thẳng thắn với nhau. Để một chút xíu nữa chị Tường quay trở lại rồi mình quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, nhìn hấp dẫn ha. Rồi chúc hai bạn một buổi ăn trưa ngon miệng. Dạ, mời em. Anh ăn kim chi đúng không? Bình thường anh có đi ăn đồ Hàn Quốc không? Anh thì cũng không có đi ăn đồ Hàn Quốc, thì đi ăn đồ nướng chung với mấy đứa bạn. Tại vì em thích ăn đồ Hàn Quốc. Em thấy anh hơi gia trưởng một xíu á. Không, anh em thấy anh như vậy đó, nhưng đi về nhà là thấy anh một người con người khác bình thường. Anh ăn thử đi rồi cho em nhận xét đi. Ủa ăn cơm không sao nhận xét được? Sao em biết anh cơm cũng không? Em mới anh múc cơm không à. Trời, anh múc cơm không em còn chấm cái kim chi nữa mà. Bình thường anh thích ăn nhạt hay mặn? Nói chung thì vừa là được thôi. Tại em cũng không thích ăn mặn, bình thường em ăn nhạt. Nói chung là anh làm bên sức khỏe chắc anh cũng không thích ăn mặn, nó không tốt. Giờ anh ăn thử món của em nha. Anh
anh thấy nó có hơi mặn không? Anh có biết nãy anh ăn cục gì không? Ăn tôm. Ờ đúng rồi. Anh có chơi game không? Không, anh thì ít chơi game á. Tổng hầu như là không chơi game. Tại vì công việc anh lúc nào không hút nữa chơi game được. Chỉ có lâu lâu là lấy ra lướt Facebook vậy thôi. Cái ngành em đang làm á là chuyên về tư vấn cho em bé này nọ nên là em rất là hiểu. Ăn chưa, ăn chưa? À, ăn rồi chị. Ngon không? Nhận xét nghe thử coi. Ngon chị. Chị Tường muốn nghe hai bạn nói với nhau thật lòng hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào. Nói chung là tình cảm em thì nó tiếp xúc với em đó thì mới nhận biết được cái tình cảm của em nó dành cho một cái người con gái nó như thế nào. Gặp lần đầu không thể nào mà thích nhau liền hay là yêu nhau liền được, cần phải có thời gian. Thì hôm nay dù gì cũng bỏ thời gian ra chờ đợi rồi tới đây rồi thì em cũng sẵn sàng cho cơ hội nếu mà anh muốn. Không phải vấn đề là anh muốn hay là không muốn mà vấn đề là mình có muốn hay không. Bấm nút trên đây là mình phải hôn nhau. Mà bao nhiêu người sẽ theo dõi, ba mẹ, bạn bè. Mình muốn mình mới bấm chứ không phải bấm quyền người khác. Nếu hai bạn không bấm nút, hai bạn vẫn còn có cơ hội hẹn hò lần kế tiếp. Hãy nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi xin mời hai bạn đứng ra đây nha. Ngày hôm nay hai bạn đã thuộc về nhau, chính thức tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Có biết hôn không, biết nắm tay không? Dạ, chào anh xin. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Cát Tường cũng đã hoàn thành vai trò làm bà Mai, bà mối của mình. Xe duyên được cho cả hai cặp đôi, họ đều đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo đến với chương trình. Và nếu như chúng ta chưa may mắn, chưa tìm được một nửa của mình thì không sao cả. Chương trình vẫn cho các bạn một cơ hội nữa nhận được một cái voucher. Đó là một cái phiếu tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline các bạn nhé. Nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và khi xem thì đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.